Đây thì em giới thiệu với cả nhà mình là một em Egis nha nha. Ogama sản xuất 2017, em này xài nước đẹp như mới luôn. Em quay cẳng cẳng với mình xem ha. Thì nồi của mình là dung tích 1 lít, sử dụng điện 100V. Gòn xanh mướt nè. Gòn xanh mướt nè. Cái lòng nồi đẹp không thì vết luôn, không đá vàng lòng rất là dày nặng luôn nè, đẹp đẹp không muốn bợn luôn, mà cái lòng rất là dày dặn, cái son đá vàng giữ vàng rất là tốt luôn. Đến bẩn thôi sẽ ra vệ sinh lại sẽ sạch sẽ đẹp. Nồi của em là như mới luôn, hàng tuyển chọn không, điện áp của mình là 100V ha. Những đơn giản thôi, thì nồi em đã chết ok cho dầm để nướng nóng rồi. Đó, nấu 5-3 phút nè. Đó, nấu 5-3 phút còn mình không nấu mình tắt. Nó có 2-3 cái menu đây nè, này là nấu nhanh nè, nấu nhanh là 40 phút. Nói chung là nồi này cơm rất là ngon, cho mình yên tâm sử dụng nha, chất lượng khỏi phải bàn. Mua hàng liên hệ 0919407501, số điện thoại và Zalo của em luôn. Nhận hàng được kiểm tra cắm điện trước mặt, mua cục chuyển khoản đủ em bao ship, ship code thì cọc cho em 200.